Những sản phẩm này đều có nguồn gốc từ củ gừng Kỳ Sơn. Với ước mơ mang sản vật núi rừng tới với khách hàng ở mọi miền, cựu chiến binh Nguyễn Văn Luân đã thành lập hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Hương Sơn, vừa hỗ trợ bà con kỹ thuật trồng, chăm sóc, vừa thu hoạch, chế biến và tiêu thụ sản phẩm từ gừng. Để rồi không những tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương, mà còn góp phần gây dựng cho gừng Kỳ Sơn một thương hiệu riêng có. Cái gừng thì đã được cả nước và nhiều người, kể cả trong và ngoài nước, người ta đã biết. Nhưng mà riêng còn có một lĩnh vực nữa là đang ước mơ là sẽ đưa cái nông sản sạch, tức là cả cái rau củ quả của Kỳ Sơn sẽ đến với mọi người. Thì đó là cái ước muốn mà hiện nay chúng tôi đang xây dựng. Còn đây là ngôi nhà mới khang trang của gia đình bà Đậu Thị Tuyết, xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu. Người đứng ra vận động giúp đỡ bà Tuyết là cựu chiến binh Cao Bá Văn. Từ năm 2007, ông đã dành phần lớn thời gian đi vận động, quyên góp quỹ từ thiện, hỗ trợ xây nhà, tạo sinh kế cho hộ nghèo, trồng cây, xây dựng nghĩa trang liệt sĩ. Từ sức lực và niềm tin của một cá nhân, cựu chiến binh Cao Bá Văn đã thuyết phục được rất nhiều người cùng giúp sức, tạo nên chuỗi hoạt động thiện nguyện liên tục suốt gần 20 năm qua. Quân đội của chúng ta là từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu và phục vụ. Thế thì trong thời bình, thì là trong cái điều kiện khả năng sẵn có của mình, thì mình hỗ trợ giúp đỡ được người dân. Cái gì thì là tôi cho rằng là quý báu cái đó. Hoạt động thiện nguyện giúp nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu hay tham gia các phong trào, các chương trình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Trên lĩnh vực nào, cựu chiến binh cũng là lực lượng đi đầu. Suốt 5 năm qua, phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu đã phát triển rộng khắp, đạt nhiều kết quả. Các tổ chức hội tham gia tích cực, hiệu quả cái nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững cái ổn định chính trị ở cơ sở và cái mặt trận phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, thực hiện hiệu quả cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thời gian tới chúng ta tiếp tục phát huy cái phong trào thi đua nước hưởng ứng cái lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như các cái nghị quyết chỉ thị quy định của Đảng, của cấp ủy chính quyền tham gia về cái thi đua nước. Đồng thời cũng mong muốn rằng lực lượng cựu chiến binh của tỉnh không những thực hiện cái phong trào thi đua nước về cựu chiến binh gương mẫu mà còn tham gia vào các cái phong trào thi đua nước do địa phương phát động. Trong giai đoạn mới, phong trào cựu chiến binh gương mẫu tiếp tục với các nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ khối đại đoàn kết dân tộc, đồng thời phát huy nội lực, làm giàu chính đáng, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.